có buổi phỏng vấn thực tập sinh tại một trong những khách sạn lớn nhất Hàn Quốc. Trong thời khắc quan trọng như vậy mà gót giày của cô lại bị gãy, thật đúng là xui xẻo. Nhưng không sao, nó không gây trở ngại đến thần thái của cô, Sa Giang tự tin bước đi với đôi giày bên có bên không. Mọi người đánh giá thấp trình độ của cô khi cô chỉ có bằng cao đẳng. Trong sơ yếu lý lịch của mình thì Sa Giang là người rất thích chơi piano, bà giám đốc yêu cầu cô thể hiện nó mặc cho xung quanh chẳng có cây đàn nào. Cứ như thế Sa Giang phát ra những âm thanh như những phím đàn, một bản Vina House bất hủ của giới trẻ hiện nay, tất cả không khỏi bật cười về sự ngây ngô của cô. Tiếp đến bà yêu cầu cô thử cười lên xem sao, Sa Giang nở nụ cười thật thân thiện vì đó là những gì mà nhân viên ở đây phải có. Trở về Sa Giang kể lại buổi phỏng vấn cho cô bạn mình nghe, cô bạn cứ trêu về việc đánh đàn ở đó, ít nhất thì cậu cũng nên chơi nhạc của Beethoven chứ. Sa Giang nói rằng trong tình cảnh đó mình chẳng có lựa chọn nào khác, với lại tuyển nhân viên thực tập một tháng mà đòi bằng đại học 4 năm. Hai người bạn lôi kéo Sa Giang đến chỗ mình làm đi, nhưng cô chỉ muốn làm ở khách sạn vì đó là ước mơ từ nhỏ của mình. Ngay sau đó cả ba cô bạn cùng nhau đến hộp đêm để giải tỏa căng thẳng, họ hóa thân thành những dân chơi thứ thiệt. Sáng hôm sau khi vẫn đang còn mơ màng trong men say, Sa Giang bất ngờ nhận điện thoại từ khách sạn King Hotel. Họ thông báo cô đã được nhận vào làm, điều này khiến Sa Giang rất vui sướng, cô liền gọi hai người bạn của mình dậy để chung vui. Bên kia Google, con trai của tập đoàn King Group, anh đang chuẩn bị thực hiện màn nhảy dù, đây là thú vui tao nhã thường ngày của anh. Google đáp đất trên bãi đỗ trực thăng của công ty gia đình mình, hôm nay anh đến đây với vai trò là thực tập sinh của công ty. Anh chàng quản lý này đang hướng dẫn cho các thực tập sinh những việc cần phải làm, anh vẫn chưa biết thân phận thực sự của Google là ai. Google cảm thấy khó chịu khi đứng nghe những thứ vô bổ này, anh quản lý thắc mắc về bộ đồ sang trọng của Google. Cậu mua nó ở đâu vậy, cả chiếc đồng hồ này nữa hàng thật hay là giả vậy, Google nói rằng chỉ là hàng pha ke bán ngoài chợ trời thôi. Trong giờ làm việc phong thái của anh chẳng khác nào các vị tổng tài, anh chàng thực tập sinh san sít này chấn chỉnh lại tác phong cho Google. Chúng ta là những nhân viên mới, ở chốn công sở mà ăn mặc đắt hơn sếp là phạm thượng đấy. Nhìn cậu chẳng khác gì lính nhảy dù, Google nói rằng đúng là như thế, tôi vừa đến đây gấp từ đảo Jeju. Sanxit nghe xong mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó quản lý gọi hai anh chàng đến để đi photo tài liệu giúp mình, phong thái của Google như vị chủ tịch, hai tay thì đút vào túi quần. Vì không biết sử dụng máy photo mà anh phải tra Google, loay hoay mãi mà chẳng thể nào làm được. Sanxit tiến đến nhiệt tình kiểm tra giúp Google, vì bình mực đã cũ nên anh quản lý bảo Sanxit cứ lắc mạnh nó lên. Thật không may bình mực lại phun ra tung tóe. Ông trưởng phòng tiến đến hỏi ai là người phá hỏng máy photo vậy, anh quản lý không ngần ngại chỉ thẳng mặt Sanxit. Mặc cho Sanxit liên tục giải thích rằng có người bảo mình làm thế, bên kia anh quản lý rủ bỏ mọi trách nhiệm, còn nói với Sanxit đã gây chuyện rồi còn lắm lời. Sanxit ríu rít xin lỗi ông trưởng phòng nhưng Google phản đối điều đó, anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Anh ấy chỉ làm theo lệnh vì có người bảo phải làm như thế, Google không ngần ngại chỉ về phía anh quản lý. Tiếp đến anh nói với ông trưởng phòng rằng chưa biết tận tình sự việc mà đã khiển trách cấp dưới thì không phải chút nào. Điều này khiến ông ta càng tức điên lên, ông bảo hai anh chàng dọn dẹp chỗ này rồi biến đi, ngày mai khỏi phải đến làm nữa. Ngay lập tức Google gọi người đến dọn dẹp chỗ mực đó, ông trưởng phòng thắc mắc hỏi Google vừa gọi cho ai vậy. Anh nói rằng là giám đốc Choi khiến ông ta phải đổi giọng liền, đến đây ông mới biết Google là con trai của chủ tịch Google. Mặc cho ông trưởng phòng liên tục xin lỗi nhưng Google nhất quyết rời đi vì trước đó ông đã nói đuổi việc anh, sau đó anh rủ Sanxit đi cùng với mình và hứa sẽ cho anh làm nhân viên chính thức luôn. Sanxit xúc động cảm ơn díu dít Google, kể từ đây anh sẽ là cánh tay phải đắc lực của Google. Trở về nhà bố trách móc anh vì mới ngày đầu mà đã đòi nghỉ việc, Google nói rằng mình không thích hợp làm công ty và muốn quay lại anh để du học tiếp. Ông so sánh anh trả bằng một góc chị gái mình, bên kia cô chị cùng cha khác mẹ này cố làm dịu đi cơn giận của bố. Ngay sau đó cô chị muốn nói chuyện với Google rồi đưa thẻ phòng khách sạn để anh qua đêm, cô không muốn anh xuất hiện tại ngôi nhà này. Cô hứa sẽ chu cấp tất cả mọi thứ để anh có thể xuất cảnh và đừng bao giờ có ý định dòng ngó gì đến nhà cửa hay công ty là được. Nhưng Google chẳng cần những thứ mà bà chị này chu cấp, anh lấy thẻ khách sạn rồi rời đi. Những ngày tới anh sẽ ở lại khách sạn của gia đình mình trước khi quay trở lại anh. Sáng hôm sau Sa Giang đến khách sạn King Hotel, cô cảm thấy háo hức vì đây là ngày đầu tiên đi làm. Mọi người được quản lý Kim giới thiệu qua về nhiệm vụ của mình, đặc biệt phải luôn nở nụ cười thân thiện với khách hàng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngay sau đó cô được sắp xếp làm việc ở phòng tập gym, công việc của cô là lau mồ hôi mông mà khách hàng để lại. Đến đây Sa Giang mới biết nó không như màu hồng mà cô đã tưởng tượng, nhưng cô luôn cố nở nụ cười giả tạo trên môi. Bên kia Google cho người đem cả shop quần áo đến đây để chọn đồ, còn Sanxit cũng có ngày đầu đến nhận việc. Tại đây Google bảo Sanxit chuẩn bị mọi thứ vì sắp tới sẽ phải đi anh, Sanxit vẫn còn chưa yên tâm anh hỏi liệu tôi đã là nhân viên chính thức chưa. Tôi liều mạng theo cậu sang bên đó mà không được cơm cháo gì thì toi, ngay lập tức Google gọi cấp dưới thăng chức cho anh làm thư ký chính thức của mình. Điều này khiến Sanxit cực kỳ vui sướng. Trong phòng tập gym, anh chàng này bị thu hút bởi Sa Giang, anh liên tục tạo điểm nhấn để cô chú ý đến mình.
nhưng Sa Giang cảm thấy khó chịu về những hành động này. Ngay sau đó cô nhận được bức thư kèm tiền boa từ anh áo hồ kia. Bên trong là những lời thô lỗ không khác gì tên biến thái. Sa Giang nổi điên lên và muốn gặp anh ta để nói chuyện. Thật trùng hợp Google cũng mặc chiếc áo giống anh kia. Sa Giang tiến đến tăng tốc độ máy chạy lên khiến Google phải té ngã. Cô chửi thẳng mặt anh rồi trả lại bức thư cùng tiền boa, trong khi Google chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm đó, giám đốc Google kiểm tra năng lực của Sa Giang. Cô bất ngờ khi chỉ trong thời gian ngắn mà Sa Giang đã tiếp thu được rất nhiều, cùng với đó thì tiếng Anh của cô cũng rất tốt. Ngay lập tức giám đốc điều chuyển Sa Giang ra tiền sảnh làm lễ tân, điều này làm rất bất ngờ và vui sướng. Quản lý Kim nói rằng làm ở đây không thiếu người giỏi tiếng Anh đâu, ít nhất phải giỏi hai ngôn ngữ trở lên mới đạt tiêu chuẩn. Sa Giang bắn ra một nùi tiếng Trung với cả tiếng Nhật nữa, cứ như thế bà chị quản lý chẳng thể nào bắt bẻ được cô. Bên này giám đốc Gu tìm gặp cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình, cô đuổi Gu Won ra khỏi khách sạn vì quá giờ trả phòng rồi. Cô chị cũng nhắn nhủ anh rằng sang bên đó định cư hẳn luôn đi, Gu Won nói rằng về hay không là quyền của em. Có vẻ như cô chị này sợ em trai cướp đi quyền thừa kế của mình, anh liền rời đi mà chẳng nói một lời. Ra bên ngoài Gu Won và Sa Giang lướt qua nhau, họ không nhận ra nhau nhưng khoảnh khắc đó là định mệnh của cả hai sau này. Thời gian thấm thoát trôi đi, Sa Giang đã trở thành nhân viên chính thức, Gu Won thì vẫn đang tu nghiệp ở nước ngoài. Rồi một ngày kia mối tình vắt vai đầu tiên cũng đến với cô, còn Gu Won cũng đã hoàn thành xuất sắc khóa tốt nghiệp ở Anh. Hôm nay Gu Won gọi cho người anh em thân cận San Sit, anh thông báo chuẩn bị mọi thứ để quay trở lại Hàn Quốc. Mấy hôm sau Gu Won đã có mặt ở nhà, bố khuyên anh nên ở lại công ty làm việc, từ khách sạn, hàng không hay phân phối, chỗ nào mà con thích thì cứ việc làm. Bà chị bên kia vẫn không muốn thấy sự xuất hiện của Gu Won ở đây, cô nói với bố rằng Gu Won chỉ về đây nghỉ ngơi thôi, em ấy vẫn chưa học xong đâu. Ngay sau đó Gu Won quyết định ở lại làm việc và anh muốn làm ở khách sạn King Hotel. Bố anh thì ủng hộ hai tay còn cô chị thì đang lo lắng, ông muốn hai con phải cạnh tranh sòng phẳng rồi đánh giá năng lực của cả hai, coi ai mới xứng đáng thừa kế tập đoàn này. Bố khuyên Gu Won từ nay đừng ở khách sạn nữa, về nhà đi, hãy dọn về trước ngày giỗ của mẹ. Gu Won nói rằng mẹ nào cơ, con còn chưa biết mặt mẹ, cũng không biết bà ấy còn sống hay đã chết nữa cơ mà. Ông tức giận trước lời nói của Gu Won rồi rời khỏi bàn ăn. Cô chị trước khi đi cũng nói với Gu Won rằng em thật sự giống mẹ em lắm, cả tính cách và sự liều lĩnh nữa. Gu Won tức giận rời khỏi nhà trong cơn mưa. San Sit hiểu rõ tâm trạng của Gu Won nên anh ném chiếc ô đi. Cứ như thế anh bước đi cùng Gu Won trong cơn mưa, mặc cho Gu Won đuổi anh về và đừng đi theo mình nữa. Nhưng San Sit vẫn bán lấy Gu Won tay khoác tay như những cặp tình nhân. Sáng hôm sau cả hai chuẩn bị đi đến buổi lễ nhậm chức, đột nhiên Gu Won quên mang theo điện thoại và muốn quay lại lấy. Nhưng San Sit nói Gu Won cứ đi đi, tôi sẽ cho người đem đến ngay cho cậu. Đi được một đoạn thì anh nhận ra mình quên mang theo giấy tờ, quay lại gọi San Sit nhưng không thấy anh ấy đâu nữa. Bên kia Sa Giang nhận nhiệm vụ đến phòng hạng sang tìm điện thoại cho khách hàng, rồi đem nó đến phòng giám đốc quản lý Ha Gian. Sa Giang muốn được đi giải quyết cái bụng của mình trước, nhưng quản lý Kim không cho phép vì việc lấy điện thoại rất gấp và quan trọng. Cứ như thế cô miễn cưỡng ôm cái bụng đang đau lên phòng của khách, nhìn căn phòng sang trọng này cô thật sự choáng ngợp. Sau khi lấy được chiếc điện thoại cô không thể chịu đựng được nữa, nên đành phải sử dụng cái nhà vệ sinh của khách. Cô còn nghịch ngợm bật rèm che lên xuống nữa chứ, rồi trầm trồ trước sự hiện đại của nó. Ngoài kia Gu Won đã quay trở lại để lấy tài liệu, anh nghe âm thanh kỳ lạ trong phòng ngủ của mình. Trong không gian đầy thơ mộng này cả hai lại chạm mặt nhau thêm một lần nữa, Sa Giang bây giờ chẳng biết lấy quần đâu mà đội, cô chỉ ước có cái hố để mà chui xuống. Gu Won đứng bên ngoài gõ cửa nhưng chẳng thấy cô trả lời, anh mở cánh cửa ra thì Sa Giang ngã vào lòng anh. Cô bối rối ríu rít xin lỗi nhưng anh chẳng quan tâm về điều đó, tại đây anh nhận ra cô là người chửi rủa anh ở phòng tập gym đây mà. Nhưng Sa Giang lại không nhớ ra, cô nhanh chân rời đi trong sự ngại ngùng này. Gu Won chạy theo để hỏi lý do hôm đó cô chửi bới mình, khi anh nhắc đến sự việc hôm đó thì Sa Giang chợt nhớ ra. Cô gọi anh là tên biến thái, nhưng anh lại nói rằng đi vệ sinh để chế độ trong suốt không phải biến thái sao. Sau đó Gu Won bắt cô xin lỗi cả chuyện hôm trước và hôm nay, nhưng Sa Giang chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm nay thôi. Với sự cứng đầu của cô thì anh đành phải bất lực, anh cũng cảnh cáo cô từ nay đừng để tôi thấy mặt nữa. Ngay sau đó trong buổi lễ nhậm chức của mình, Gu Won bước ra trong sự hốt hoảng của Sa Giang. Điều đáng ngại hơn, cô chính là nhân viên ưu tú được giao nhiệm vụ tặng hoa cho giám đốc mới nữa chứ. Gu Won nhìn xuống phía dưới thấy tất cả mọi người đều nở cụ cười, anh cảm thấy ám ảnh về điều đó. Những ký ức về quá khứ lại hiện ra trong đầu anh, có vẻ như nụ cười là thứ làm anh tổn thương nhất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh chỉ giới thiệu ngắn gọn về bản thân, sau đó là màn trao hoa từ nhân viên ưu tú Sa Giang. Cô cố gắng tránh mặt anh nhưng không thể nào thoát được, Sa Giang nở nụ cười đầy gượng gạo để chào đón giám đốc của mình. Sau đó cả hai lại chạm mặt nhau lần nữa, vì sắp tới hai người sẽ đóng chung quảng cáo của khách sạn. Tại đây, Gu Won tự giải oan về vụ việc ở phòng tập gym, dù có chết đi sống lại thì cô cũng không phải gu của tôi. Sa Giang nói rằng lúc đó anh mặc áo thun in hình con hổ mà, anh phản bác rằng ai mặc nó cũng là biến thái hả? Cô chẳng thèm xác minh mà nhận định qua chiếc áo của tôi, cô nghĩ tôi là người như thế nào hả?
Ngay sau khi biết lỗi, Sa Giang lại nở nụ cười công nghiệp của mình. Anh cũng nói rằng mình ghét nhất nụ cười giả tạo, vậy nên cô đừng bao giờ cười trước mặt tôi nữa. Sa Giang cảm ơn anh vì điều đó, vì không bắt cô phải nở nụ cười gượng gạo này. Cô cũng thành thật xin lỗi anh về chuyện khi đó. Trong bữa tiệc ra mắt giám đốc Google cho các cổ đông khác, Sa Giang cũng vinh dự góp mặt trong đêm đó. Sau khi cô phát biểu chúc mừng cho Google, chủ tịch Google vì thấy cảm tình mà tặng cho cô một phần cá ngừ đặc biệt. Cô mang món quà đó về cho những người bạn của mình, nhưng khi nhìn thấy chiếc đầu cá ngừ với đôi mắt đang mở to tròn, họ không thể nào ra tay. Nhưng với cô bạn Da El thì khác, một lát sau món cá ngừ tươi sống đã nằm trên dĩa. Hai cô bạn ngồi tận hưởng hương vị tuyệt vời đó, còn Sa Giang thì không, khi Sa Giang tiết lộ nó có giá 700 triệu won đó. Cái đầu này ít nhất cũng hơn 100 triệu won, cứ như thế cả hai vừa ăn vừa chảy nước mắt vì tiếc tiền. Tối hôm đó, Sa Giang và bạn trai có buổi hẹn hò trên cây cầu tình yêu, khi anh này treo ổ khóa khắc tên hai người, chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh lại ném đi cái ổ khóa. Còn giữ lại chiếc chìa móc lên đó, khi cả hai rời đi thì chìa khóa cũng rơi ra, có vẻ như đó là ý định của ông trời. Sau đó hai người tham gia bữa tiệc cùng nhóm bạn cũ của anh người yêu, anh ta vô tâm để Sa Giang một mình mà vô tư vui đùa cùng mọi người. Một lát sau, Sa Giang cảm nhận sự đơn độc nên cô lặng lẽ rời đi, anh người yêu thấy thế nên chạy theo cô. Tại đây anh ta hứa sẽ vào chào hỏi mọi người rồi đưa Sa Giang về, nhưng khi vào trong anh không cưỡng lại không khí vui tươi này nên tiếp tục ở lại. Bên ngoài, Sa Giang tỏ vẻ sự thất vọng trên khuôn mặt, cô lang thang một mình trên con phố. Thật trùng hợp Google lại có cùng tâm trạng đó, anh đứng ngay sát bên cô nhưng chẳng một ai trong số họ nhận ra nhau. Cứ như thế cả hai đứng giải tỏa tâm trạng của riêng mình, sau đó họ quay mặt rời đi mỗi người một hướng. Nhiều ngày sau, mọi người có mặt ở sân bay để đến đảo Jeju đóng quảng cáo cho khách sạn. Google nhìn Sa Giang trong bộ váy trắng khiến anh nhớ đến hình bóng ai đó. Anh nhìn cô mà không thể rời mắt cho đến khi Sa Giang cắt ngang dòng suy tư đó. Đột nhiên anh lại đổi cáu với cô và san sít. Google đẩy chiếc vali cho Sa Giang kéo hộ nhưng cô lại né nó. Vô tình nó đâm phải ông chú phía sau. Khi ông chú hỏi chiếc vali này của ai thì cả hai chỉ về phía Google, rồi họ lặng lẽ rời đi để anh ở lại giải quyết. Anh tiến đến đưa cho ông ta một số tiền, điều này khiến ông liền thay đổi thái độ. Sau khi đáp xuống đảo Jeju, vì còn giận chuyện lúc nãy mà Google bỏ mặt hai người còn lại, anh một mình cưỡi con xế sang lướt đi trong gió, còn cả hai thì bắt taxi theo sau. Trong buổi ghi hình, nhìn thần thái bảnh bao của Google khi anh đang tiến về phía mình. Con tim của Sa Giang bắt đầu rung động, cô đứng hình trong tình cảnh ấy khi đối diện với Google. Đến đây tập 2 cũng đã kết thúc, liệu rằng chuyện tình của cả hai ra sao, mời các bạn đón xem các tập tiếp theo nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.